connected. Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng có mặt tại Spotlight Stadium để cùng theo dõi trận đấu chung kết của giải bóng đá sân bãi Cup MNC Open lần thứ 3 năm 2024. Đây là giải đấu của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật cơ khí công nghiệp miền Nam đứng ra tổ chức, và đây là mùa giải lần thứ 3. Giải đấu cũng kỷ niệm 11 năm ngày thành lập công ty 16 tháng 3 năm 2013, 16 tháng 3 năm 2024. Trận đấu chung kết, hai đối thủ xứng tầm đó là Ta Phan Nghĩa Kỳ và In Hòa Bình FC. Và ở trận đấu này chúng ta cũng có thể thấy được những quân bài then chốt của cả hai đội bóng cũng đã xuất hiện trên màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn, đó là đội trưởng Võ Đăng Mạch, cầu thủ kiêm chủ tịch của câu lạc bộ Ta Phan Nghĩa Kỳ, và anh đang khoác trên mình chiếc áo số 28. Trong khi đó thì vị trí trên hàng công của FC In Hòa Bình cũng là vị trí của siêu cầu thủ, vị trí của anh Bảy Phong. Và như vậy một trận đấu cũng đã chính thức được bắt đầu. Ở trận đấu này, In Hòa Bình họ ra sân với bộ trang phục áo hồng cam, quần đen, tất trắng. Hiệp đấu đầu tiên họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn. Trong khi đó thì các cầu thủ bên phía đội bóng Ta Phan Nghĩa Kỳ họ ra sân với bộ trang phục màu trắng xanh. Và hiệp đấu đầu tiên họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay phải bên chiều ngược lại. Và trận đấu hiện tại vẫn đang được chúng tôi phát sóng trực tiếp tại kênh Fanpage Media 68 bóng đá miền Tây với 3 góc máy quay. Và trước hy vọng tất cả các bạn chúng ta có thể chia sẻ đường link của trận đấu này và có thể theo dõi trực tiếp trận đấu ở định dạng Full HD. Sơn nhỏ. Và để tiện cho tất cả quý vị và các bạn theo dõi, chúng tôi cũng xin được phép giới thiệu đội hình của hai đội bóng ngày hôm nay. Bên phía In Hòa Bình, đội hình của họ bao gồm hai thủ thành, đó là Super và thủ thành Thanh Sang. Như vậy người bắt chính trong khung gỗ của In Hòa Bình ở trận đấu này không phải là Super mà là thủ thành mang số 6, đó là Max Xỉu. Các cầu thủ còn lại bao gồm số 5 Khang Nguyễn, số 7 đó là vị trí của Bảy Phòng, số 8 Nam Sơn, số 9 đó là Đức Thoan, số 10 Nhiệm A Ca, số 11 Văn Giàu, số 12 Ân Nhỏ, số 14 Nhân Nhỏ, số 16 Sơn Nhỏ, số 17 Đức Xem, số 18 Tân Cò, số 19 đó là Tuấn Em Ba B, số 24 Tín Hòa Bình và số 79 là đội trưởng Thịnh Kèn. Nhân Nhỏ không thể vượt qua được cầu thủ bên phía đội bóng Ta Phan Nghĩa Kỳ, phản công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Thanh Cảnh không được, không thể có được đường chuyền sớm dành cho vị trí của Đan Mạch. Quá đáng tiếc, số 28 đã rất chịu khó di chuyển. Bên phía Ta Phan Nghĩa Kỳ, đội hình của họ bao gồm các cầu thủ áo số 30 Hoàng Huy, số 8 Quốc Bảo, số 26 thủ thành Thanh Sang, số 4 Vũ Luân, số 16 Quý Phước, số 7 Tấn Nhân, số 23 Quốc Uy, số 5 Hoàng Lưu, số 89 Văn Trường, số 19 Thanh Cảnh, số 49 đó là Đình Khoái, số 39 Quốc Đạt, số 25 thủ thành Hữu Tài và số 28 đó là vị trí của bầu Võ Đăng Mạch. Một cầu thủ cũng được các cổ động viên ưu ái với nickname đó là Mạnh Tony.
Đó là một đường chơi bóng dài không vượt qua được vị trí của Sơn Nhỏ. Trúc Sơn, Thịnh Ken không được. Tiếp tục là Trúc Sơn. Trúc Sơn là một mảnh ghép cực kỳ quan trọng dành cho In Hòa Bình ở lượt trận bán kết. Trúc Sơn và Nhân Nhỏ đều là những cầu thủ đã góp công ở trong trận đấu bán kết 2 và giúp cho đội bóng này kéo các thủ cầu trục FNC vào loạt đá penalty. Và trên chấm penalty, đội bóng này đã giành luôn chiến thắng và giành luôn chiếc vé còn lại vào chơi trận đấu chung kết. Ở lượt trận trên hạng 3, các cầu thủ cầu trục FNC họ đã giành được 8 huy chương đồng. Và hạng 4 chung cuộc thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng Thăng Mai Thiên Hưng, phải di chuyển và đánh đầu của Đức Xem. Vẫn còn Đức Xem là một cầu thủ khá đa năng và có thể dứt điểm khá tốt bằng hai chân cũng như là dứt điểm tốt ở những tình huống công chiến. Trong khi đó thì mũi nhọn trên hàng công ngày hôm nay của In Hòa Bình đó là vị trí của Bảy Phong, một cầu thủ mà theo báo chí trong những ngày qua đã tung hô rất nhiều. Trong quá khứ, Bảy Phong cũng đã từng có khoảng thời gian tập tại đào tạo Hoàng Anh Gia Lai GMG ở các độ tuổi U11, U13 và U15. Pha xoay trở là của Quốc Bảo. Tình huống xử lý của Hoàng Huy. Quốc Bảo, Hoàng Huy, Thanh Cảnh hay vị trí của số 16 Quý Phước đều là những cầu thủ đã chơi tốt ở lượt trận bán kết. Mặc dù ở hiệp đấu thứ nhất sự gắn kết là chưa đủ để họ có thể tạo nên sự khác biệt trước Thang Máy Thiên Hưng và để cho Thang Máy Thiên Hưng dẫn trước, nhưng sau khi khép lại hiệp 1 và bắt đầu hiệp 2 thì các cầu thủ bên phía Tam Phan Nghĩa Kỳ họ đã thi đấu cực hay và có được cho mình một cuộc lội ngược dòng hoàn hảo để giành chiến thắng chung cuộc. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi kẻ tám lạng người nửa cân ở trận đấu chung kết này. Chúng ta đã cắt coi rồi. Đá phạt sẽ dành cho In Hòa Bình, lỗi của Quốc Bảo. Nam Sơn là người thực hiện quả đá phạt. Nhân Nhỏ. Thịnh Ken. Đó là Đức Xem. Không vào. Cú dứt điểm không thành công của Bảy Phong. Quá đáng tiếc. Cơ hội được trao cho số 7 của FC In Hòa Bình. Bản luyện của FC In Hòa Bình đã tin tưởng vị trí của Bảy Phong. Và lúc này đây thì Nhiệm AK cũng đã tung số 7 vào sân ngay từ đầu. Bên phía In Hòa Bình họ còn có những Đức Thoan, Nhiệm AK hay là siêu tiền đạo Tín Hòa Bình. Đều là những cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt cả trên sân đấu lẫn bàn tròn. Hoàng Huy. Vẫn còn. Bây giờ thì quả ném biên sẽ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tam Phan Nghĩa Kỳ. Bầu mặt Tony vẫn đang được chăm sóc rất kỹ bởi cầu thủ chơi thấp nhất trong đội hình của In Hòa Bình, đó là Trúc Sơn. Và xử lý không thành công của các cầu thủ Tam Phan Nghĩa Kỳ. Không được, quá đáng tiếc. Chưa thể có được pha dứt điểm của Bao Mạch. Ở lượt trận bán kết, vì lý do công việc, Bao Mạch không xuất hiện trong đội hình cũng như là trên băng ghế chỉ đạo của các cầu thủ bên phía đội bóng Tam Phan Nghĩa Kỳ. Nam Sơn. Đức Xem. Trúc Sơn. Nhân Nhỏ. Nhân Nhỏ phải đưa bóng. Bảy Phong không được, hơi chần chừ. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi đến từ vị trí của Bảy Phong. Trúc Sơn. Một pha phập khá ý đồ. Bóng được đưa về vị trí cột 2 dành cho Bảy Phong. Số 7 đã không thể có được pha xử lý thành công. Nhân Nhỏ cú dứt điểm.
những pha xử lý hết sức lắt léo của Nhân Nhỏ. Trúc Sơn và áp sát của mặt Tony. Nhân Nhỏ. Sự chủ động đang thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam nhạt. Nhân Nhỏ. Nhân Nhỏ. Không được. Nhân Nhỏ chưa vượt qua được vị trí của Thanh Cảnh. Sẽ có sự điều chỉnh bên phía Ta Pha Nghĩa Kỳ. Lúc này đây thì Bằng Mạch sẽ rời sân và chiếc băng đội trưởng được trao lại cho gương mặt quen thuộc, đó là Thanh Cảnh, người cũng đã đeo chiếc băng đội trưởng ở lượt trận bán kết dành cho Ta Pha Nghĩa Kỳ. Như vậy thì Mặt Tony sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho cầu thủ áo số 5, đó là Hoàng Lưu. Trúc Sơn. Trúc Sơn, Nhân Nhỏ và Đức Dèm đều là những gương mặt khá nổi trội bên phía FC Yên Hòa Bình. Trong quá khứ thì Trúc Sơn cũng đã từng có khoảng thời gian thi đấu tại SBL. Hoàng Huy không vượt qua được Trúc Sơn. Đường chuyền của Bảy Phong. Tiếp tục là cơ hội dành cho Nhân Nhỏ, phản công Thanh Cảnh. Thanh Cảnh, đường chuyền ngang dành cho vị trí của Hoàng Lưu. Cơ hội đầu tiên của số 5, Hoàng Lưu. Hoàng Lưu, đường chuyền không vào. Không thể có được đường chuyền ngang thành công và cũng chưa thể có được pha dứt điểm của Hoàng Lưu. Đức Xem đã lùi về rất nhanh để hỗ trợ cho hệ thống phòng ngự của các cầu thủ bên phía đội bóng SCN Hòa Bình. Hoàng Huy, chân trái, cú dứt điểm không thành công. Chưa vượt qua được Trúc Sơn ở trong tình huống đá chân của Hoàng Huy. Được xem. Trúc Sơn. Đây là vị trí của Đức Xem. Đây là Mát Xíu. Tình huống đưa bóng lên khá tốt của Mát Xíu, không vượt qua được Quý Phước. Đây sẽ là cơ hội Thanh Cảnh dứt điểm ngay. Bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn đối phương. Nam Sơn, Nhân Nhỏ, đường chuyền hơi khó dành cho Nhân Nhỏ. Mà Xỉu, Trúc Sơn. Thịnh Ken vẫn còn. Đây là pha xoay trở của cầu thủ áo số 7, đó là Tấn Nhân. Có lỗi rồi, lỗi của Thịnh Ken. Đã phạt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Ta Pha Nghĩa Kỳ. Đây là Thanh Cảnh. Đó là đường chuyền đưa bóng xuống vị trí đáy biên. Hoàng Lưu. Thanh Cảnh dứt điểm ngay không vào. Còn.
Cú đá chân không chuẩn xác của Hoàng Huy. Nam Sơn. Một pha đá chân rất khó chịu của Thanh Cảnh. Mắt Xỉu đã chơi rất tập trung. Một cú đá chân chất lượng của đội trưởng mang áo số 19 bên phía Tà Văn Nghĩa Kỳ. Đã phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Cú cắt bóng của Trúc Sơn. Bây giờ thì sẽ là một quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ FC In Hòa Bình. Trận đấu sẽ được quay trở lại và tiếp tục Bảy Phong. Đúng xử lý chưa thành công của Bảy Phong. Vẫn còn. Cơ hội dành cho Mã Xỉu không được. Một tình huống hơi lỡ nhịp của Mã Xỉu. Và đá phạt góc bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ bên phía Tà Văn Nghĩa Kỳ. Tấn Nhân vào. 1-0 dành cho Tà Văn Nghĩa Kỳ và đó là tình huống tỏa sáng của Tấn Nhân. Một tình huống đi bóng bó vào trong và cửa lòng sức căng của Tấn Nhân đánh bại Mã Xỉu mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho Tà Văn Nghĩa Kỳ. Và bóng quá khó dành cho thủ thành Mã Xỉu. Một pha ghi bàn cực kỳ đẹp mắt của Tấn Nhân. Pha bóng làm chúng ta nhớ lại tình huống ghi bàn của Phil Foden trong trận derby thành Manchester. Tình huống phòng ngự tốt của Trúc Sơn. Hoàng Lưu kịp không? Bóng trôi quá sâu rồi. FC In Hòa Bình họ đã bị đối thủ dẫn trước. Và bây giờ thì các cầu thủ áo cam hồng họ buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm cho mình bàn thắng gỡ hòa. Mắt Xỉu. Tấn Nhân. Không, đó là vị trí của Nhân nhỏ. Ăn nhỏ. Không, đó là pha xử lý của số 19, đó là Tuấn Mbappé. Hoàng Lưu. Đường truyền Quý Phước không được. Quá đáng tiếc dành cho pha bóng vừa rồi của Quý Phước. Nếu như có được một cặp chân dài của Ngọc Trinh thì Quý Phước đã có thể đón được đường truyền. Đáng tiếc là đường truyền vẫn hơi thừa lực của Hoàng Lưu dành cho trung vệ mang áo số 16 bên phía Tà Văn Nghĩa Kỳ. Được xem. Và xoay trở không thành công của Ân Nhỏ. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên dành cho Tà Văn Nghĩa Kỳ.
Sau bàn thắng mở tỷ số thì ta Phan Nghĩa Kỳ họ đang thi đấu khá thư thả. Rất khéo léo Hoàng Lưu. Hoàng Lưu vẫn còn. Bóng vẫn tiếp tục. Thanh Cảnh không có được bàn thắng dành cho Thanh Cảnh trong cú ra chân vừa rồi. Bóng vẫn chưa đi vào lưới. Bóng đã đập cầu dọc và đi ra ngoài. Quá đáng tiếc dành cho đội trưởng mang áo số 19 của Ta Phan Nghĩa Kỳ. Sân nhỏ. Đây là Đức Xem. Đường truyền của Đức Xem dành cho anh nhỏ. Vẫn còn. Đức Xem. Đây là tình huống dâng cao của số 18, đó là Tân Cò. Nhân nhỏ. Không được. Và bắt bài tốt của Hoàng Huy. Phản công sẽ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Ta Phan Nghĩa Kỳ. Đây là Tuấn Anh Ba Bê. Trúc Sơn, có lỗi rồi, lỗi của Hoàng Lưu. Khoảng cách là hơi xa và đứng trước bóng lúc này đang là Trúc Sơn. Cú dứt điểm rất khó chịu của Trúc Sơn. Ném biên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ FC Yên Hòa Bình. Một tình huống vùng chân đưa bóng đi quá cao. Không được. Và xử lý chưa thành công của ân nhỏ. Quả ném biên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Yên Hòa Bình. Đây là số 39, vị trí của Quốc Đạt. Thanh Cảnh. Quốc Đạt. Không được. Tình huống xử lý bóng chưa thành công của các cầu thủ bên phía đội bóng Ta Phan Nghĩa Kỳ. Và phòng ngự tốt của Quý Phước. Không có gì khó khăn dành cho Max Siêu. Cách biệt chỉ là một bàn các cầu thủ bên phía đội bóng FC Yên Hòa Bình. Họ cần phải tập trung nhiều hơn cho chiều hướng tấn công của mình.
Nhận nhỏ. Nhận nhỏ, chân trái. Không được. Không phải là cú dứt điểm bằng chân trái của Nhân nhỏ. Bóng vẫn tiếp tục, pha lướt bóng hay. Trúc Sơn. Vẫn còn. Còn là Trúc Sơn. Đức Xem. Và phản công, Thanh Cảnh. Tình huống phòng ngự tốt của Đức Xem. Trúc Sơn. Một tình huống hơi thiếu tập trung của Trúc Sơn. Vẫn còn. Kịp không? Bóng vẫn còn, đây là số 23, Quốc Uy. Ở trong lượt trận bán kết, Quốc Uy cũng đã ghi bàn. Quốc Uy, Đắc Long. Tình huống dứt điểm đưa bóng về phía góc gần không thành công. Nhân nhỏ sẽ tạm thời rời sân bên phía FC In Hòa Bình. Và người được tung vào sân đó là cầu thủ mang áo số 5, đó là Khang Nguyễn. Những miếng đánh của các cầu thủ bên phía FC Yên Hòa Bình vẫn chưa thể phát huy được sự hiệu quả. Khi mà lúc này đây thì ta Phan Nghĩa Kỳ họ đang thi đấu có phần lùi sâu. Thanh Cảnh. Và xử lý hơi mạo hiểm. Tình huống chuyền bóng là của số 18 Tân Cò. Đức Xem. Khang Nguyễn. Lúc này đây thì Khang Nguyễn sau khi được tung vào sân thì cầu thủ này đã một tình huống phạm lỗi của Quý Phước. Rất có thể sẽ có một chiếc thẻ vàng dành cho trung vệ mang áo số 16 của Ta Phan Nghĩa Kỳ. Đúng là như vậy. Được xem đã mở tốc độ nhưng Quý Phước đã có một pha truy cản ngay. Cơ hội sẽ dành cho Trúc Sơn và Khang Nguyễn ở trong pha bóng này. Trúc Sơn, đó là đường chuyền. Đường chuyền ngang. Và xử lý không thành công của Đức Xem. Phạt lên dành cho Ta Phan Nghĩa Kỳ. Lỗi của các cầu thủ bên phía FC Yên Hòa Bình. Quốc Đạt. Tiếp tục là Quốc Đạt. Vẫn là Quốc Đạt. Tân Cò. Đánh đầu. Không vào. Pha đánh đầu đến từ vị trí của Tuấn Em Babi. Quá đáng tiếc. Pha đánh đầu lại đưa bóng đi trên công dọc. Trúc Sơn. Phút thi đấu thứ 28 của hiệp 1 và tỷ số vẫn đang tạm thời là 1-0 nghiêng về Ta Phan Nghĩa Kỳ. Thời gian cơ bản còn khá nhiều dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC In Hòa Bình. Nhưng lúc này thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam hồng họ cần phải chắc chịu hơn nữa những cơ hội của mình. Thanh Cảnh. Quốc Đạt. Mặt sân Spotlight cũng không phải là một mặt sân quá xa lạ với Quốc Đạt. Khi tại mặt sân này thì Quốc Đạt cũng đã thi đấu khá nhiều giải đấu. Nam Sơn.
Tình huống phòng ngự tốt của Quý Phước. Sơn Nhỏ. Được xem. Đường chuyền. Bóng chưa đến được vị trí của Tuấn Anh 3B. Quốc Uy. Quốc Đạt. Vẫn còn. Và xử lý tốt của cầu thủ màu số 89. Đó là vị trí của Văn Trường. Văn Trường. Một cú vùng trần khá nhanh của Văn Trường. Các cầu thủ bên phía FC In Hòa Bình họ cần phải thi đấu tập trung hơn. Tấn Nhân. Tấn Nhân và Trúc Sơn. Quốc Đạt. Không được. Và xoay trở của Quốc Uy, Tấn Nhân, Văn Trường. Đây là Trúc Sơn. Nam Sơn. Và vẫn tiếp tục. Trúc Sơn. Vẫn là Trúc Sơn. Rất lạc léo. Nam Sơn. Các cầu thủ bên phía FC In Hòa Bình họ vẫn đang nỗ lực dâng cao. Thanh Cảnh. Vẫn còn. Và thu hồi bóng tốt của Nam Sơn. Vẫn còn. Thanh Cảnh. Đường chuyền hơi chậm. Đây là Quốc Uy. Đây là Thanh Cảnh. Vẫn tiếp tục là Thanh Cảnh. Quả treo bóng cực kỳ ý đồ. Nhưng Mát Xỉu đã chơi khá tập trung. Tuấn Em 3B. Vẫn là Tuấn Em 3B. Được xem. Trúc Sơn. Nam Sơn. Đó là một tình huống cài người hợp lệ của Tân Cò. Và phòng ngự tốt của Khang Nguyễn. Thịnh Kèn và Đức Thuần là những cầu thủ được tung vào sân. Hai cầu thủ rời sân. Đó là Nam Sơn và Đức Xem. Như vậy Tuấn Em 3B cũng sẽ rời sân. Như vậy Đức Xem sẽ tiếp tục thi đấu. Thịnh Kèn. Đó là một đường truyền khá ý đồ của Thịnh Kèn nhưng rất khó để có thể vượt qua được Quý Phước. Thịnh Kèn. Tiếp tục là quả ném biên của FC In Hòa Bình. Trúc Sơn.
Một bạn tiếp tục. Quý Phước, một tình huống xử lý hơi mạo hiểm nhưng sau đó Quý Phước cũng đã có một tình huống sửa sai rất nhanh. Quốc Uy, bóng vẫn tiếp tục, vẫn là Quốc Uy. Và các bóng của Thịnh Can. Sự điều chỉnh bên phía câu lạc bộ Ta Pha Nghĩa Kỳ. Quốc Uy rời sân và người được tung vào sân đó là Quốc Bảo. Khả Nguyễn, cách biệt một bàn thắng là rất mong manh ở mặt sân chơi 7 người và các cầu thủ FC In Hòa Bình họ cần phải chơi tập trung nhiều hơn. Nhân nhỏ vào sân thì các cầu thủ FC In Hòa Bình họ cũng sẽ có được thêm nhiều sự lựa chọn cho phương án tấn công. Trúc Sơn, pha xử lý hay của Trúc Sơn. Làm được. Khoảng trống là một điều gì đó rất xa xỉ dành cho In Hòa Bình. Ta Pha Nghĩa Kỳ họ cũng đã thi đấu có phần lùi sâu. Thịnh Ken, Đức Thoàn đang tỏ ra đơn độc trên hàng công. Trúc Sơn, Trúc Sơn rất hợp lý. Thịnh Ken không vào. Và dứt điểm tốt nhưng đó cũng là một tình huống không quá khó dành cho thủ thành mang áo số 26 Thanh Sang bên phía Ta Pha Nghĩa Kỳ. Ném biên dành cho FC In Hòa Bình. Khang Nguyễn, một pha bắt bài tốt của Quốc Bảo. Văn Trường không thể có được cơ hội đi dứt điểm. Vẫn là Văn Trường. Nhân nhỏ rất nhanh. Tiếp tục là Nhân nhỏ, đường truyền Đức Thoàn. Pha xoay trở chưa thành công của Đức Thoàn. Cơ hội vẫn còn, không được. Thanh Sang đã ra vào rất hợp lý. Quốc Đạt, tình huống phòng ngự tốt của Khang Nguyễn. Thịnh Ken phải đi bóng quá lộ nhưng vẫn còn. Thịnh Ken rất nỗ lực. Quốc Đạt, Quốc Bảo, đó là một tình huống xử lý tốt nhưng trọng tài vừa rồi cũng đã cắt còi. Đá phạt sẽ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Ta Pha Nghĩa Kỳ. Như vậy là trọng tài xác định đó là một tình huống không có lỗi của các cầu thủ bên phía đội bóng FC In Hòa Bình. Và đó là tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Sau khi kết thúc hiệp 1, các cầu thủ bên phía đội bóng Ta Pha Nghĩa Kỳ đang tạm thời dẫn trước In Hòa Bình với tỷ số là 1-0. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để đến với hiệp 2 của trận đấu này.
Và xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với Samurai Sports quận Tân Phú để cùng theo dõi diễn biến hay. Trận đấu chung kết của giải bóng đá sân 7 Cup MNC ở phần lần thứ 3 năm 2024. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Tà Phan Nghĩa Kỳ và FC Yên Hòa Bình. Đội bóng ngành luật và một đội bóng đến từ ngành in ấn. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu sau khi kết thúc này, kết thúc hiệp thi đấu thứ hai thì FC Yên Hòa Bình họ có thể tạo nên sự khác biệt trước Tà Phan Nghĩa Kỳ hay không. Đứng trong khung gỗ của FC Yên Hòa Bình ở trận đấu ở hiệp thi đấu thứ hai này không còn là thủ thành Mát Xỉu mà là vị trí của thủ thành gốc Việt người Cameroon, đó là Subor. Thịnh Ken, tình huống bắt bài tốt của Thanh Cảnh, cơ hội dành cho Quốc Bảo. Đường truyền Văn Trường, Thanh Cảnh đưa bóng vẫn còn không vào. Cú dứt điểm không thành công của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Tà Phan Nghĩa Kỳ. Trúc Sơn, đây là nhân nhỏ. Thịnh Ken, nhân nhỏ không được, vẫn còn. Tình huống xử lý rất nhanh của nhân nhỏ và trọng tài xác định cuối cùng đó là một quả ném biên dành cho Tà Phan Nghĩa Kỳ. Trọng tài đã cắt còi và xác định có lỗi của các cầu thủ trắng. Pha xoay trở rất khéo léo của Nhân Nhỏ và Nam Sơn. Không được, đường truyền hơi thừa lực của Thịnh Ken dành cho Nhân Nhỏ. Có vẻ như lúc này đây các cầu thủ bên phía đội bóng FC Yên Hòa Bình họ đang gặp một chút vấn đề về mặt tâm lý thi đấu và các cầu thủ áo cam họ cần phải xử lý tập trung hơn ở những pha bóng quyết định. Subor có lỗi rồi, pha lao ra khá xa của Subor. Nhân nhỏ, Thịnh Ken không vào. Cú dứt điểm không thành công của Thịnh Ken. Tình huống phòng ngự tốt của Trúc Sơn. Nhân nhỏ hơi khó dành cho Thịnh Ken. Bóng vẫn còn. Quả treo bóng Đức Xem. Tình huống đầu chưa thành công của Đức Xem. Ném biên dành cho FC Yên Hòa Bình, nỗ lực không thành công của Thanh Cảnh. Trúc Sơn. Trúc Sơn đã làm quả chơi bóng rất ý đồ. Đồng hành cùng giải đấu lần này cũng có rất đông những đơn vị tài trợ. Các đơn vị tài trợ bao gồm công ty lực trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tava, Adoka Logistics lắp đặt camera DHB, công ty kiến tạo Việt, công ty cơ khí cầu trục Trường Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng thương mại Thuận Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn tôm thép Kororo, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản lý đầu tư Khang Huy.
Dứt điểm không được. Công ty thiết kế xây dựng Minh Phùng đều là những đơn vị tài trợ đồng hành cùng với giải đấu này. Nhân nhỏ. Dứt điểm đi. Không vào. Một pha đặt lòng rất ý đồ của nhân nhỏ. Quả đáng tiếc là bóng đã đi trên công dọc. Thịnh Ken. Đánh đầu. Tình huống lắc đầu chưa thành công của Đức Xem. Văn Trường. Pha xử lý chưa thành công của Quốc Bảo, bóng đã trôi hơi xa tầm chân. Đường chuyền, cơ hội. Bóng trôi hơi sâu, không có gì khó khăn dành cho Thanh Sang. Tấn Nhân. Tấn Nhân là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đến thời điểm hiện tại. Trước đó ở hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ In Hòa Bình họ cũng đã có được một cơ hội rất ngon ăn. Nhưng hơi đáng tiếc là anh Bảy Phong phạm vấp cỏ thì lại không thể có được một pha dứt điểm thành công. Quả treo bóng nữa dành cho các cầu thủ bên phía FC In Hòa Bình, nhưng cho đến thời điểm này các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam hồng vẫn chưa thể thực hiện thành công những pha bóng quyết định. Tình huống xử lý bình tĩnh của Hoàng Huy, nhưng đường chuyền cuối cùng thì lại không chuẩn xác. Được xem, được xem. Vẫn còn, được xem. Chúng ta xác định không có lỗi. Quốc Bảo. Tình huống mà trọng tài cũng đã nhắc nhở Quốc Bảo. Cầu thủ bên phía FC In Hòa Bình họ cần phải khẩn trương. Đứng trước bóng ra là Trúc Sơn. Đó là một quả chơi bóng. Tình huống đến đầu không thành công của Nam Sơn. Phản công dành cho Ta Pha Nghĩa Kỳ. Văn Trường. Văn Trường. Văn Trường. Cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xa của Văn Trường. Trúc Sơn. Còn là Trúc Sơn. Còn là Trúc Sơn. Phải xử lý khá lắc léo. Nhân nhỏ. Nhân nhỏ. Dứt điểm. Và dứt điểm nỗ lực của nhân nhỏ chưa vượt qua được các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ FC In Hòa Bình. Tuấn Anh 3B, cú dứt điểm của Tuấn Anh 3B. Nhân nhỏ. Trúc Sơn. Đường chuyền không được. Thanh Cảnh. Bóng đã chạm vào người của Tuấn Anh 3B. Tuấn Anh 3B, Đức Xem, Đức Xem. Đức Xem không vào. Khoảng trống đã lộ ra. Không gian thời gian đều có đủ dành cho Đức Xem, nhưng số 17 lại vùng chân đưa bóng đi quá cao. Quá đáng tiếc dành cho Đức Xem. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này.
Cơ hội thần kinh. Nhân nhỏ. Nhân nhỏ. Ném biên dành cho FC In Hòa Bình. Tuấn Anh 3B. Nhân nhỏ. Nhân nhỏ. Rất nỗ lực đá phạt góc tiếp theo dành cho FC In Hòa Bình. Đánh đâu? Không vào! Lại có được cơ hội dành cho Đức Dêm. Bóng vào con. Không được, pha bóng bóng hơi vội của Tuấn Anh 3B. Đức Dêm đã xuất hiện đúng lúc ở vị trí cột 2. Nhưng quá đáng tiếc là cú dứt điểm lại không thể mang về bàn thắng dành cho FC In Hòa Bình. Một tình huống diễn ra quá nhanh. Trúc Sơn. Và xử lý hơi thiếu an toàn. Cơ hội. Thanh Cảnh. Thanh Cảnh. Dứt điểm. Phải dứt điểm hơi vội. Bóng đã đi ra phía ngoài mép lưới. Và lướt bóng hay của Quý Phước. Thanh Cảnh. Lỗi rồi, lỗi của Đức Xem. Hoàng Lưu là người vừa vi phạm lỗi. Cú dứt điểm khá căng, bóng không vượt qua được hàng rào trắng. Đưa bóng ngang, Thanh Cảnh. Tấn Nhân. Thịnh Ken. Không được, đường truyền không thành công. Đây sẽ là pha thoát xuống của Tấn Nhân. Subo đã lao ra rất kịp thời. Tấn Nhân đang bị đau sau tình huống va chạm với thủ thành Subo. Thủ thành gốc Việt người Cameroon. Cách biệt vẫn chỉ là một bàn thắng dành cho Ta Pha Nghĩa Kỳ. Trúc Sơn. Cơ hội. Chưa thể có được pha dứt điểm. Ăn nhỏ. Trúc Sơn. Đức Xem. Vẫn còn ăn nhỏ. Thịnh Ken. Không, đó là vị trí của nhân nhỏ. Bóng không đến được vị trí của Thịnh Ken. Hoàng Huy. Vẫn còn. Được xem.
dứt điểm ngay. Và điểm chéo góc không thành công của số 5 đó là Hoàng Lưu. Được xem. Đó là một pha chuyền bóng không tốt. Một tình huống xử lý tốt của thủ thành Suboi. Ngay sau đó pha dứt điểm bồi của Thanh Cảnh đưa bóng đi vọt xa. Đường chuyền lỗi của các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam hồng. Xích chút nữa các cầu thủ in Hòa Bình họ đã phải trả giá. Thịnh Ken rất hay, vẫn còn không được. Quả đáng tiếc dành cho cơ hội của Tân Cò. Thịnh Ken, Tân Cò vẫn còn. Thịnh Ken đã phạt góc dành cho FC Hòa Bình. Nhăn nhó, bóng trôi hơi sâu. Phải tranh chấp khá tốt và trọng tài xác định có lỗi của Nam Sơn. Và các bóng tốt của Tuấn Anh 3B, Thịnh Ken rất hợp lý. Tân Cò cơ hội nhân nhỏ, nhân nhỏ vẫn còn, đưa bóng vào. Thanh Cảnh, vẫn là Thanh Cảnh, và xoay trở rất khéo léo. Thanh Cảnh, đó là một pha cắt bóng hợp lệ. Bóng vẫn tiếp tục. Tình huống cắt bóng chuẩn xác của Thịnh Ken rất may mắn dành cho các cầu thủ bên phía FC Hòa Bình. Trúc Sơn rất hay, đưa bóng vào. Nhân nhỏ, dứt điểm vẫn chưa được. Trọng tài đã cắt còi rồi. Đã phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Ta Pha Nghĩa Kỳ. Như vậy các cầu thủ Ta Pha Nghĩa Kỳ họ sẽ nhờ trọng tài can thiệp ở tình huống video trước đó. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Cách biệt một bàn thắng và một thế trận đang rất căng thẳng dành cho cả Ta Pha Nghĩa Kỳ và FC In Hòa Bình. Bóng vẫn tiếp tục, đó là một tình huống cắt bóng. Một pha cắt bóng hợp lệ của các cầu thủ FC Hòa Bình. Bóng vẫn tiếp tục. Tấn Nhân, Suba, đường chuyền đánh đâu không vào.
Cơ hội đã đến dành cho FC Yên Hòa Bình. Nhưng pha bật cao đánh đầu của số 18 Tân Cò lại đưa bóng đi vọt xa. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Quá đáng tiếc. Trúc Sơn. Chúng ta đã cắt còi rồi, đã phạt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Yên Hòa Bình. Nhân nhỏ. Đưa bóng ngang. Bóng vẫn tiếp tục, trọng tài xác định bóng vẫn trong đường biên. Trúc Sơn. Thịnh Ken. Tân Cò. Vẫn là Tân Cò. Một quả chơi bóng rất nguy hiểm, nhưng vừa rồi bóng đã đi vòng ra phía sau cầu môn. Nhân nhỏ vẫn đang rung lưới. Liệu sẽ có được những cơ hội tiếp theo dành cho FC Yên Hòa Bình hay không? Trúc Sơn. Chúng ta đã cắt coi rồi. Đây là Trúc Sơn. Hoàng Lưu. Thanh Cảnh. Hoàng Huy. Cơ hội vẫn còn. Hoàng Lưu. Thanh Cảnh. Cơ vào. Bóng vẫn còn. Trúc Sơn. Quả ném biên sẽ dành cho FC Yên Hòa Bình một pha thoát thua rất khó tin của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Yên Hòa Bình. Tân Cò không vào. Sự điều chỉnh bên phía FC Yên Hòa Bình. Tài Đức sẽ quay trở lại đội hình của FC Yên Hòa Bình. Đó là Trúc Sơn. Tiếp tục là số 16. Đức Xem. Và là Đức Xem. Một vòng tiếp tục. Hoàng Lưu. Thời cơ dành cho Thanh Cảnh. Thanh Cảnh. Vẫn còn. Thanh Cảnh. Cơ hội. Không được. Bóng đã chạm vào người của Đức Xem. Lại là những tình huống phòng ngự tốt của các cầu thủ bên phía FC Yên Hòa Bình. Nhân nhỏ. Trúc Sơn. Nhân nhỏ. Không vượt qua được Quý Phước. Thời cơ quay trở lại dành cho Ta Pha Nghĩa Kỳ. Hoàng Lưu. Một pha đánh chặn tốt của Trúc Sơn. Một tình huống xử lý nó thể hiện được kinh nghiệm của Trúc Sơn. Nhân nhỏ. Nam Sơn. Bóng đã chậm vào cột dọc. Một bóng đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Yên Hòa Bình. Tiếp tục các cầu thủ Ta Pha Nghĩa Kỳ, họ sẽ nhờ trọng tài can thiệp lại ở tình huống trước đó.
Hai cơ hội 10-10 dành cho các cầu thủ bên phía Tà Phan Nghệ Kỳ, nhưng họ vẫn chưa thể tận dụng thành công để nới rộng khoảng cách. Và với cách biệt một bàn, mọi thứ vẫn như vậy. Đó sẽ là một quả penalty. Trọng tài xác định đó là một quả penalty dành cho Tà Phan Nghệ Kỳ. Đó, bóng đã chạm tay của Đức Xem. Một cánh tay đưa ra bất thường. Cơ hội sẽ dành cho Mattoni. Mattoni và Super. Mattoni và Super. Và chỉ điểm chuẩn xác của Mattoni. Phản mừng rất cháy của Mattoni sau khi ghi bàn. Tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho các cầu thủ của Tà Phan Nghệ Kỳ. Như vậy là Mattoni chỉ vào sân để đá bên, sau đó anh lại rời sân. Hai không dành cho Tà Phan Nghĩa Kỳ, và lúc này khó khăn đang trồng chất dành cho In Hòa Bình. Mặc dù vậy, thời gian vẫn còn đủ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam hồng. Nhắn nhỏ Đức Xem. Và xử lý không thành công của Trúc Sơn. Khang Nguyễn. Subo. Tiếp tục là các cầu thủ FC In Hòa Bình. Nhân nhỏ. Các cầu thủ bên phía FC In Hòa Bình họ cũng đã có phần xuống sức. Thanh Cảnh và mở bóng tốt. Quốc Uy vẫn còn. Quốc Uy không vượt qua được Super. Quá đơn độc. Nhân nhỏ. Super. Không được. Tình huống xử lý không thành công của Khang Nguyễn. Những sự điều chỉnh bên phía câu lạc bộ FC In Hòa Bình. Như vậy rất có thể các cầu thủ FC In Hòa Bình họ sẽ đá power play. Đúng là như vậy. Lúc này đây Trúc Sơn sẽ đảm nhiệm vai trò goalkeeper. Power play ở mặt sân 7 chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng bây giờ thì FC In Hòa Bình họ buộc phải sử dụng phương án này. Còn nước còn tắc. Power play ở sân 7 xuất phát điểm từ SBL của Hà Nội. Bóng đá phong trào Hà Nội cũng đã đi trước, và sau đó thì bóng đá phong trào tại khu vực miền Nam cũng đã có những trận đấu mà đội bóng sân 7 đã chơi power play. Trong khi đó thì sân 5 sẽ thường được áp dụng power play cho những đội bóng thua trận. Và bây giờ thì các cầu thủ bên phía đội bóng FC In Hòa Bình họ sẽ chơi tất tay. Vẫn còn. Thanh Cảnh. Thanh Cảnh. Tiếp tục là Thanh Cảnh. Đắc Long. Bóng đi quá thiếu chính xác.
Một pha mở tốc độ tốt, nhưng cú dứt điểm cuối cùng thì lại không thành công. Trúc Sơn. Tuấn Anh 3B. Trúc Sơn. Đường chuyền không vào. Cơ hội là quá rõ ràng dành cho các cầu thủ FC Hòa Bình, nhưng họ lại dứt điểm không thành công ở trong tình huống này. Ngay cả Đức Thoàng và Đức Xem đều bỏ lỡ thời cơ ngon ngang. Thành Cảnh bước một tốt, không được, pha xử lý không thành công của Vũ Luân. Thời gian vẫn đang trôi đi và đã ủng hộ cho các cầu thủ Tà Phan Nghĩa Kỳ. Mặc dù vậy thì cơ hội vẫn còn dành cho FC Hòa Bình. Đây là Trúc Sơn. Tân Cò. Và thu hồi bóng khá hay, kịp không? Như vậy bóng đã đi vào lưới, 3-0 dành cho Tà Phan Nghĩa Kỳ. Pha để mất bóng tai hại của các cầu thủ bên phía đội bóng In Hòa Bình. Đã bao vừa play ở mặt sân bảy thật sự chưa bao giờ là dễ dàng với tất cả các đội bóng. Và lúc này In Hòa Bình họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Thời gian của trận đấu về cơ bản vẫn còn, không có gì khó khăn dành cho Thanh Sang. Và đá chân không chuẩn xác, tình huống dứt điểm là của Mạch Tony. Như vậy lúc này đây, ông bầu của Tà Phan Nghĩa Kỳ đã quay trở lại đội hình. Vẫn còn. Mạch Tony. Mạch Tony, tốc độ của Mạch Tony không được rồi. Đường chuyền hay, nhân nhỏ, không được. Cơ hội vẫn còn. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Thanh Sang. Mạch Tony, Mạch Tony. Tình huống xử lý hơi vội của Mạch Tony. Đức Thoàng. Đức Xem. Đức Thoàng. Đức Xem. Trúc Sơn. Vẫn còn. Đường chuyền vẫn chưa có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hòa Bình. Không được. Quốc Đạt.
Tuấn Anh 3B. Cầm được. Đường chuyền tốc. Mattoni. Rất có thể và đó là dấu chấm hết dành cho Yên Hòa Bình. Một pha đặt lòng chuẩn xác của Bảo Mạch. Tỷ số chung cuộc 4-0 dành cho Ta Phan Nghĩa Kỳ. Quá đáng tiếc dành cho FC Yên Hòa Bình. Họ đã chơi một trận đấu tất tay và nó đã không thể mang lại hiệu quả. Xin chúc mừng các cầu thủ Ta Phan Nghĩa Kỳ. Họ đã về đích ở vị trí vô địch đội bóng Á quân. Đó là Yên Hòa Bình. Vị trí thứ 3 thuộc về cầu trục MNC. Và vị trí thứ 4 đó là câu lạc bộ Thiên Hưng FC. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để đến với lễ bế mạc của giải đấu.
anh em Thiên Hưng, anh em tranh thủ lên đi ạ. Anh em Hòa Bình nữa ạ. Ok chị Phong ơi. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, như vậy là giải bóng đá sân bảy cúp MNC Open lần thứ 3 năm 2024 cũng đã diễn ra trọn vẹn. Và ngay sau đây tôi xin được phép mời ông Lê Ngọc Lanh, trưởng chức giải, sẽ có đôi lời phát biểu. Ông. Alo. Kính thưa ban tổ chức, các nhà tài trợ, các đội bóng tham gia giải cùng các cổ động viên thân mến. Vậy là giải bóng đá cúp MNC Open lần 3 năm 2024 của chúng ta đã kết thúc sau hai tuần tranh tài đầy kịch tính và hấp dẫn. Với tinh thần nhiệt huyết, trung thực, cao thượng và đoàn kết thể lai, các đội bóng đã cống hiến cho chúng ta những trận cầu hấp dẫn với những nhiều bàn thắng, với những bàn thắng thật đẹp mắt. Tất cả đã mang lại cho một sân chơi bổ ích, lành mạnh và tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị với nhau. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức, nhà tài trợ, các nhà đồng tài trợ, ban truyền thông Media 68, tổ trọng tài, các đội bóng tham dự cùng các anh chị em cổ động viên đã cùng nhau tạo nên một giải đấu thật thành công và có một kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Giải bóng đá cúp MLC Open lần 3 năm 2024 đã khép lại với những dấu ấn đậm nét về tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đoàn kết thượng các đội bóng nói chung và từng cầu thủ nói riêng. Tôi tin tưởng rằng giải đấu này sẽ được tiếp tục duy trì và được tổ chức thành công, phát triển nhiều hơn nữa và có thể tăng thêm số lượng đội tham dự của mùa giải lần thứ tư vào năm sau, năm 2025, để mang lại cho chúng ta những trận cầu đấu hấp dẫn hơn và kịch tính hơn. Khép lại giải cúp MLC Open lần 3 năm nay tại đây và để hướng tới cúp MLC Open lần thứ 4 năm 2025. Cuối cùng tôi xin chúc ban tổ chức, các nhà tài trợ cùng tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay một lời chúc thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và thành công trong mọi công việc và lĩnh vực. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời phát biểu của ông trưởng ban tổ chức Lê Ngọc Lanh. Và để chúc trình, xin mời ông Phạm Đức Duẩn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật cơ khí công nghiệp Việt Nam, sẽ có đôi lời phát biểu trước khi chúng ta đến với phần quan trọng, đó là phần trao giải. Xin mời ông. Kính thưa các nhà tài trợ, kính thưa ban tổ chức và toàn thể là các đội bóng tham dự giải bóng đá cúp MNC Open 2024 lần thứ 3. Đến thời điểm này, chúng ta đã quay trở kết thúc thành công tốt đẹp. Chúc tất cả các đội bóng sức khỏe, giao lưu kết nối hơn nữa và hy vọng hẹn gặp nhau trong mùa giải lần thứ tư 2025, cùng nhau gắn kết. Một lần nữa không có gặp thì cũng chúc tất cả những các đội bóng, ban tổ chức và nhà trợ sức khỏe, vạn sự như ý trong năm mới 2024. Xin cảm ơn. Xin gửi lời cảm ơn đến ông Phạm Đức Doãn cũng đã có những chia sẻ. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng, phần trao giải của lễ bế mạc. Giải bóng đá hôm nay thì có 64 đội bóng tham dự và đây là 4 đội bóng mạnh nhất đã lọt vào đến những lượt trận bán kết và những trận phân hạng. Và sẽ là những giải cá nhân. Đầu tiên, giải thủ môn xuất sắc nhất giải. Xin mời gương mặt Văn Nam của câu lạc bộ MNC, cầu thủ MNC sẽ bước lên phía trên. Xin mời anh Quang, phó trưởng ban tổ chức, sẽ bước lên để trao danh hiệu dành cho Văn Nam tại giải đấu này. Xin chúc mừng cho Văn Nam thủ thành với biệt danh là Nam Tàu.
cùng chúc mừng cho thủ thành Nam Tàu của cầu thủ MNC. Và giải thưởng cá nhân tiếp theo đó là danh hiệu vua phá lưới. Xin mời cầu thủ Việt Lực Dương Hưng với biệt danh Thầy Việt sẽ bước lên phía trên. Xin mời anh Quang, phó trưởng ban tiếp tục sẽ lên chào lại Văn Quang. Sẽ giao chào danh hiệu vua phá lưới dành cho Thầy Việt. Xin chúc mừng cho Việt Lê. Chúc mừng dành cho Thầy Việt. Và như vậy là hai giải cá nhân chúng ta đã có chủ. Bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với giải tập thể đầu tiên, đó là giải phong cách. Xin mời tập thể câu lạc bộ Thiên Hưng FC sẽ bước lên phía trên để nhận giải phong cách. Xin mời ông Đinh Đông Hân. Xin mời ông Đinh Đông Hân, cựu huấn luyện viên của Thiên Hưng, sẽ bước lên phía trên để trao phần thưởng này cho đội bóng Thiên Hưng FC. Xin anh Hân hãy giữ tự trọng. Chúng ta hãy cùng dành một tràng tay chúc mừng cho Thiên Hưng FC. Chắc chắn một điều là các bạn chưa biết, khoảng 15 năm về trước thì cặp đôi này đã từng làm mưa làm gió tại khắp các mặt sân phụ ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng cho thằng Mai Thiên Hưng. Và tiếp theo, huy chương đồng. Xin mời tập thể câu lạc bộ cầu trùng MNC sẽ bước lên phía trên để trao danh hiệu này. Xin mời anh Dũng đến từ chi đoàn 07 sẽ là người trao huy chương đồng cũng như là các danh hiệu cờ và kỷ niệm chương dành cho câu lạc bộ cầu trùng MNC. Xin chúc mừng các cầu thủ bên phía câu lạc bộ cầu trùng MNC. Xin chúc mừng cho các cầu thủ bên phía cầu trùng MNC. Xin mời anh Dũng sau khi trao trong cũng sẽ nắng lại để chụp ảnh lưu niệm cùng với câu lạc bộ cầu trùng MNC. Chúc mừng cho tập thể câu lạc bộ cầu trùng MNC. Và ngay sau đây giải tập thể tiếp theo, xin mời đội bóng giành giải Á quân tại giải đấu năm nay, đó là câu lạc bộ FC Ưng Hòa Bình. Xin mời tập thể câu lạc bộ Ưng Hòa Bình ta sẽ bước lên phía trên. Xin mời ông Lê Ngọc Lành, trưởng ban tổ chức sẽ trao huy chương bạc, cúp và cờ dành cho kỷ niệm chương và cờ dành cho câu lạc bộ Ưng Hòa Bình.
Một lần nữa chúng ta cùng hãy cùng một dành một tràng pháo tay dành cho câu lạc bộ SC Yên Hòa Bình với danh hiệu áo quân của giải đấu MNC lần thứ 3 năm 2024. Và cuối cùng giải tập thể, xin mời tập thể đội bóng Tà Phan Nghĩa Kỳ sẽ bước lên phía trên để nhận huy chương cúp và cờ. Xin mời anh Dũng. Xin lỗi, xin mời anh Doãn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật cơ khí công nghiệp miền Nam sẽ bước lên phía trên để trao huy chương vàng cúp và cờ dành cho câu lạc bộ Tà Phan Nghĩa Kỳ. Một hành động rất đẹp khi mà các cầu thủ MNC và anh Hòa Bình đã đứng hai hàng để vỗ tay dành cho tân vô địch mùa giải 2024, mùa giải lần thứ 3 của cúp MNC Open. Một lần nữa xin chúc mừng các cầu thủ Tà Phan Nghĩa Kỳ. Trong đội hình của Tà Phan Nghĩa Kỳ có sự xuất hiện của Tony Mạch, cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất giải đấu, chỉ vào sân thi đấu khoảng chưa đầy 15 phút nhưng anh đã ghi cú đúp bàn thắng. Một cầu thủ chắc chắn sẽ phủ Sài Gòn sẽ phải dòm ngó rất nhiều. Một lần nữa xin chúc mừng, xin mời anh Doãn sẽ trao cúp cờ dành cho Tà Phan Nghĩa Kỳ. Xin chúc mừng các cầu thủ Tà Phan. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, như vậy là giải bóng đá sân bãi cúp MNC Open lần thứ 3 năm 2024 để kỷ niệm 11 năm ngày thành lập công ty 16 tháng 3 năm 2013, 16 tháng 3 năm 2024 đã chính thức khép lại một giải đấu thành công. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các đơn vị tài trợ đã đồng hành, các cầu thủ cùng với ban lãnh đạo của tất cả đội bóng tham dự giải đấu lần này. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau ở giải đấu năm 2025. Xin chào.